Cay ghê. Dương Thanh Hào đang bị đau. Có thể đó không phải là một vấn đề quá lớn. Tuy nhiên ở những phút tiếp theo thì Thanh Hào sẽ phải đứng trước một thách thức khi mà thể lực của cầu thủ tấn công bên phía Viettel với những pha bóng tốc độ